chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Điểm tin sự kiện nổi bật trong tuần do Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Hớn Quản thực hiện. Chương trình được phát trên trang thông tin điện tử của huyện vào khung giờ cố định 21 giờ 45 phút tối thứ hai hàng tuần trên fanpage Khát vọng Hớn Quản. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Sáng ngày 29 tháng 4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Bình Long, nay là huyện Hớn Quản, lãnh đạo thị ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Bình Long và huyện ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hớn Quản đã dâng hương, dâng hoa viếng anh linh các liệt sĩ nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2021. Trong không khí trang nghiêm, thành kính và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, các đại biểu dự lễ viếng đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, trong những năm qua, Đảng bộ và các cấp chính quyền thị xã Bình Long, huyện Hớn Quản đã đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa bằng nhiều hình thức như xây dựng nhà tình nghĩa, giúp các gia đình chính sách phát triển kinh tế ổn định cuộc sống, tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ nhân dịp lễ Tết. Đồng thời, hai huyện thị cũng quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tăng cường đoàn kết dân tộc, không ngừng phấn đấu, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Sau lễ dân hương, dân hoa, các đồng chí lãnh đạo hai huyện Hớn Quản, thị xã Bình Long, cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang đã thắp những nén hương trên từng phần mộ, tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trước những người con đã không tiếc tuổi xuân, máu xương vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Sáng ngày 28 tháng 4, huyện ủy Hớn Quản tổ chức hội nghị giao ban giữa thường trực huyện ủy với thường trực đảng ủy xã, thị trấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4 năm 2021, tình hình chuẩn bị công tác bầu cử. Đồng chí tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Nguyễn Thị Xuân Hòa chủ trì và điều hành hội nghị. Cùng tham dự có đồng chí Vũ Xuân Trường, phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Phan Thị Kim Oanh, phó bí thư, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Thảo luận hội nghị, các đại biểu đã nêu lên những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương mình gặp phải, cũng như công tác tiếp nhận giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Liên quan đến một số ý kiến đại biểu thảo luận tại hội nghị, đồng chí Phan Thị Kim Anh, phó bí thư chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã đề nghị các xã trong thời gian tới phải tăng cường trao đổi thông tin để lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nắm và có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Đồng chí chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu bí thư, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn cần chủ động hơn trong nắm bắt các nhiệm vụ ở địa phương, mà ưu tiên đều dành cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp sắp tới, nhưng cũng không quên các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế tại địa phương. Các xã, thị trấn phải rà soát và hạn chế tối đa việc bỏ sót các cử tri trong độ tuổi đủ tuổi đi bầu cử. Phát biểu kết luận, đồng chí tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Nguyễn Thị Xuân Hòa yêu cầu đảng ủy các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác sửa chữa, nâng cấp các phòng học ở các điểm trường trên địa bàn huyện và tiến hành đồng thời, không kéo dài đến mùa mưa, luôn đảm bảo cho học sinh được học trong những điều kiện cơ sở tốt nhất. Công tác khảo sát xây dựng nhà cho hộ nghèo và đúng đối tượng, hoàn cảnh. Để cuộc bầu cử sắp tới được thành công, lãnh đạo các xã, thị trấn phải chủ động trong công việc, tích cực tham mưu và tăng cường phối hợp. Chiều ngày 28 tháng 4, Ủy ban Nhân dân huyện Hớn Quản tổ chức tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 và sơ kết 6 năm luật nghĩa vụ quân sự giai đoạn 2021-2026. Đồng chí Phan Thị Kim Oanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã chủ trì hội nghị. Cùng dự có các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện, các đồng chí Bí thư, Chủ tịch, Trưởng Công an, Chủ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự các xã, thị trấn. Năm 2021, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp có hiệu quả của các ban ngành, đoàn thể, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Huyện đã bàn giao 120 công dân lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu được giao, đảm bảo an toàn, chất lượng. Ngày giao quân được tổ chức trang trọng, đúng nghi lễ, thực sự là ngày hội của tuổi trẻ huyện nhà lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2016-2021. Hớn Quản gọi 775 công dân lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 346 công dân, Quân đoàn 4 282 công dân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 145 công dân, Tiểu đoàn Cảnh vệ 180 2 công dân. Tại hội nghị, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thẳng thắn nhìn nhận, làm rõ những vướng mắc, khó khăn,
Trên cơ sở đó, thống nhất các giải pháp khắc phục nhằm tiếp tục triển khai thực hiện tốt luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 và công tác tuyển quân trong thời gian tới. Dịp này, 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2021 đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen. Sáng ngày 24 tháng 4, tại hội trường Ủy ban Nhân dân huyện Hớn Quản, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Phước đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức lớp tập huấn dành cho phụ nữ tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Điểu Huỳnh Sang, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Nguyễn Thị Xuân Hòa, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy và 309 nữ ứng cử viên cấp xã lần đầu của hai huyện Hớn Quản và Chân Thành đã tham dự. Tại lớp tập huấn, các nữ ứng cử viên lần đầu được nghe cô Lê Thanh Nga, giảng viên chính nguyên giám đốc trung tâm bồi dưỡng cán bộ phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, cung cấp những nội dung kiến thức cơ bản về luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân trong bộ máy nhà nước, về vị trí, vai trò và nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân và các nội dung cơ bản để xây dựng chương trình hành động và kỹ năng trình bày chương trình hành động của mình đạt hiệu quả khi tiếp xúc với cử tri. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ nữ ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã trong công tác bầu cử, đồng thời giúp các ứng cử viên nắm vững các văn bản, chính sách pháp luật mới có liên quan đến công tác bầu cử, quyền và nghĩa vụ của người tham gia ứng cử, tự tin trong các quá trình vận động bầu cử, sẵn sàng cho các cuộc tiếp xúc cử tri. Sáng ngày 23 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hớn Quản tổ chức trao tặng 8 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn 4 xã Thanh An, Tân Hưng, Phước An và xã Tân Quang. Đến dự lễ có bà Lê Thị Mỹ Linh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đại diện nhà tài trợ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Vietcombank. Theo đó, 8 hộ gia đình được trao nhà lần này gồm có hộ gia đình ông Điểu Chuông, hộ ông Điểu Quốc Toàn, hộ bà Thị Nghe, hộ bà Thị Sen, xã Thanh An, hộ bà Thị Hương, xã Phước An, hộ bà Thị Dết, xã Tân Quang, hộ bà Thị Pho, xã Tân Hưng và hộ ông Điểu Ngu, xã An Khương. Các căn nhà có diện tích từ 32 đến 60m2, với quy cách xây dựng tường xây tô, sơn nước, mái lợp tôn, nền lát gạch men, cửa sắt lắp kính, trị giá từ 50 đến 120 triệu đồng mỗi căn, trong đó Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank tài trợ 400 triệu đồng. Phần còn lại do gia đình góp thêm ngày công và vật chất, trị giá từ 1 đến 70 triệu đồng mỗi căn để hoàn thiện ngôi nhà. Trước đó, Công ty Cổ phần Nước Môi trường Bình Dương cũng đã tiến hành bàn giao 4 căn nhà đại đoàn kết tại hai xã Tân Hiệp và Tân Quang, với số tiền hỗ trợ 240 triệu đồng để xây dựng mới 4 căn nhà đại đoàn kết cho các gia đình khó khăn. Tại lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, lãnh đạo huyện ủy Hớn Quản và lãnh đạo đảng ủy, Ủy ban Nhân dân các xã cùng ban ấp đã trao tặng thêm những phần quà cho các gia đình, đồng thời động viên gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Những căn nhà kiên cố, khang trang là sự đổi đời với mỗi gia đình nghèo, là kết quả của việc phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, hưởng ứng phong trào cả nước chung tay giúp đỡ người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo của Hớn Quản và tỉnh Bình Phước theo nghị quyết Đại hội Đảng 12 đề ra. Cảm ơn chính quyền và đảng, nhà tài trợ được căn nhà này lúc trước rất là khó khăn. Trước đây thấy cũng khó khăn, không có nhà ở, mình thấy cũng vất vả. Vất vả không có nhà ở, mình không biết nghĩ sống ở đâu. Bây giờ cảm ơn mấy được tài trợ cái nhà. Sáng ngày 25 tháng 4, huyện đoàn Hớn Quản tổ chức triển lãm ảnh Dấu son lịch sử chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2021 và ngày hội xếp sách nghệ thuật hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21 tháng 4 cho các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện. Tham gia hội thi có 15 đơn vị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở 13 xã thị trấn và 2 đội đến từ 2 trường trung học phổ thông trên địa bàn. Các đội thi sau khi tham quan các hình ảnh lịch sử, ban tổ chức đưa ra các câu hỏi tự luận trắc nghiệm với nội dung liên quan đến chủ đề của buổi triển lãm ảnh. Các bạn đoàn viên thanh thiếu nhi sẽ trả lời các câu hỏi của ban tổ chức triển lãm các hình ảnh kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với chủ đề mốc son lịch sử và phần thi xếp sách nghệ thuật
Mỗi đội tham gia thi trong thời gian 60 phút cho phần thi xếp sách và 5 phút cho phần thi thuyết trình khi ban tổ chức đi chấm điểm. Thông qua triển lãm đã đem đến cho các bạn thanh thiếu nhi những thông tin, kiến thức cơ bản về địa danh lịch sử gắn liền với Bình Phước và quê hương Hớn Quản, bồi đắp, giáo dục cho các em những kiến thức lịch sử quê hương, lòng tự hào về truyền thống quê hương, đất nước, đồng thời mang đến cho các bạn thông điệp về vai trò của sách, ý nghĩa của văn hóa đọc trong học tập và cuộc sống. Thông qua hội thi xếp sách nghệ thuật và kiến thức lịch sử, đơn vị Thân Lợi đã giành giải nhất toàn đoàn, trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh đạt giải nhì, Thân Khai Minh Đức đạt giải ba. Quý vị và các bạn xem đài thân mến, chương trình Điểm tin nổi bật trong tuần do Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Hớn Quản thực hiện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.